Trẻ sơ sinh khò khè ở cổ họng nhưng lại khó có thể lựa chọn một thuốc cho con sử dụng. Con từ bé đã phải sử dụng nhiều thuốc kháng sinh khiến hệ miễn dịch của bé trở nên yếu ớt hơn. Khi gặp những tác nhân lạ thì bé có thể bị ảnh hưởng rất nhiều. Video dưới đây chuyên gia của chúng tôi sẽ gợi ý tình trạng trẻ sơ sinh bị khò khè ở cổ họng nguyên nhân và giải pháp như thế nào nhé. Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị khò khè cổ họng là gì? Trẻ sơ sinh bị khò khè khiến nhiều mẹ vô cùng lo lắng. Đây còn là đối tượng rất khó để sử dụng thuốc vì đây là đối tượng đặc biệt. Nếu mẹ sử dụng thuốc cho bé thì mẹ cần xem xét cũng như phải có sự chỉ định của bác sĩ. Không được tự ý sử dụng có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé nhé. Phần lớn những trường hợp trẻ ho khò khè đều bắt nguồn từ các bệnh lý liên quan đến viêm đường hô hấp trên. Những bệnh lý này chẳng hạn như trẻ có thể bị viêm tiểu phế quản, đây là tình trạng viêm nhiễm tại vị trí ở tiểu phế quản. Lúc này thì mẹ có thể thấy bé có các triệu chứng như sốt nhẹ, bé bị sổ mũi, bé bị ho, bé khò khè nhiều đờm và khó thở. Bệnh này gặp chủ yếu ở nhóm trẻ từ 3 tháng đến 6 tháng tuổi nên có các triệu chứng thường diễn biến rất nhanh chóng. Do đó, khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu như trên, bố mẹ cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện để tránh dẫn đến tình trạng bé thiếu oxy, cơ thể trẻ tím tái, bé chán ăn và bỏ bú. Thậm chí, nếu nặng hơn có thể dẫn tới nguy cơ biến chứng như viêm phổi. Nguy hiểm như xẹp phổi, nặng hơn nữa có thể suy hô hấp. Trẻ bị hen suyễn. Bé thở khò khè và ho đây là hai trong số những dấu hiệu điển hình của bệnh lý hen phế quản. Khi bị bệnh này, cơ quan phế quản của trẻ sẽ bị tình trạng viêm nhiễm. Từ đó gây ra những cơn co thắt tại đường hô hấp bất thường khiến cho trẻ bị khó thở, bé bị thở nhanh. Kèm đau tức ngực, bé sẽ bị cơn ho khò khè, đặc đờm. Hiện nay, những nguyên nhân gây hen suyễn thì vẫn chưa được xác định rõ ràng. Do đó, các giải pháp được áp dụng hiện nay thì vẫn chỉ mang tính chất điều trị tạm thời chứ không có khả năng điều trị dứt điểm bệnh lý. Trẻ bị viêm phổi. Viêm phổi xảy ra ở những trẻ có hệ miễn dịch yếu. Giai đoạn đầu ở bệnh trẻ thường có những biểu hiện ho húng hắng, bé bị sốt nhẹ, khụt khịt ở mũi, ăn uống không cảm thấy ngon miệng. Sau đó, bệnh sẽ diễn biến nặng hơn khiến thân nhiệt trẻ bị tăng lên cao bất thường, trẻ ho dai dẳng kèm đờm, trẻ thở khò khè, rút lõm lồng ngực, mặt bé tím tái nguy hiểm hơn thì có thể dẫn đến tình trạng suy hô hấp hoặc co giật, gây đe dọa tới tính mạng của trẻ. Trẻ bị viêm mũi dị ứng. Thời tiết chuyển mùa, không khí bị ô nhiễm, không khí bụi bẩn, khói xe, thuốc lá, đây là nguy cơ đe dọa tới sự hít thở của trẻ, khi cửa ngõ của các cơ quan hô hấp tiếp xúc với các vật thể lạ như trên sẽ kích thích cơ thể sản sinh histamin gây tích tụ những chất đờm, khiến cổ họng trẻ bị đau rát và ngứa vô cùng khó chịu bé thở khò khè và ho có thể là bé bị viêm amidan viêm họng hạt bé bị vướng dị vật ở trong cổ họng viêm phế quản co thắt bé bị bệnh lao đây là căn bệnh vô cùng phổ biến ở những trẻ có sức đề kháng yếu mặc dù không nghiêm trọng đối với sức khỏe trẻ nhưng các triệu chứng của bệnh sẽ khiến trẻ vô cùng mệt mỏi trẻ sẽ bị ngứa họng ngứa mắt mũi và các vùng da trên cơ thể kèm theo đó là các triệu chứng khác như bé bị ho thở khò khè nghẹt mũi đau đầu phát ban trên đây là những nguyên nhân khiến bé thở khò khe và ho. Những nguyên nhân này không quá nguy hiểm. Tuy nhiên đôi khi dấu hiệu thở khò khe và ho ở bé đang báo hiệu một căn bệnh nguy hiểm nào đó. Vì thế khi con gặp vấn đề này mẹ nên quan sát thêm những dấu hiệu đi kèm ở con để có biện pháp xử lý kịp thời nhé. Dấu hiệu trẻ sơ sinh bị khò khe cổ họng Trẻ sơ sinh bị khò khe cổ họng có những dấu hiệu như sau, bé phát ra tiếng ở cổ họng với tiếng hơi trầm nghe tiếng khò khè như tiếng rít và nghe rõ nhất vào thời điểm bé thở ra những tiếng khò khè của bé không đều nghe như có tiếng đờm ở trong cổ họng của bé có thể kèm theo những triệu chứng như sổ mũi ngạt mũi chảy nước mũi bé mệt mỏi trẻ sơ sinh bị khò khè cổ họng khi nào cần gặp bác sĩ Trẻ khò khe cổ họng mẹ nên cho bé đi khám bác sĩ khi con có những triệu chứng nguy hiểm như sau, bé khò khe kèm theo những biểu hiện thở khó, bé phải dớn người ra phía trước để thở, bé khò khe kèm theo ho rát cổ họng sử dụng nhiều biện pháp nhưng không khỏi. Khò khe kèm theo nôn chớ nhiều gây mất nước, trẻ khò khe kèm theo sốt cao. Giải pháp cho tình trạng trẻ sơ sinh bị khò khe cổ họng khi bé khò khè trong cổ họng mẹ nên làm những điều sau sử dụng nước muối sinh lý để vệ sinh cổ họng cũng như mũi cho bé bổ sung thêm nhiều vitamin và khoáng chất vào bữa ăn cho bé vệ sinh nhà cửa sạch sẽ tránh dị nguyên ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con giữ ấm cơ thể cho con trường ấm vùng ngực cho con giúp bé loãng đờm dễ tống ra ngoài hơn sử dụng những loại thảo mộc thiên nhiên giúp giảm các triệu chứng khò khè cho bé trẻ sơ sinh bị khò khè cổ họng làm gì để tăng sức đề kháng Đối với đối tượng trẻ sơ sinh thì sữa mẹ cũng chính là chất dinh dưỡng chính cho trẻ. Nếu muốn bé tăng cường sức đề kháng khỏe mạnh thì mẹ phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Cùng chúng tôi tìm hiểu sản phẩm giúp tăng cường sức đề kháng cho mẹ trong thời gian trẻ còn đang bú mẹ bằng sản phẩm Bio Imukan như thế nào nhé. Công dụng của Bio Imukan là gì? Bổ sung những vi khuẩn có ích ức chế vi khuẩn có hại. Lập lại cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp phòng ngừa rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, ợ hơi, khó tiêu, tiêu chảy, đi ngoài phân sống tiêu hóa kém kích thích cơ thể bé sản sinh kháng thể tự nhiên tăng cường hệ miễn dịch cho bé, tăng cường sức đề kháng giúp cơ thể bé luôn khỏe mạnh chống lại bệnh tật đặc biệt ở trẻ nhỏ hay ốm vặt viêm họng, ho, viêm mũi dị ứng, viêm đường hô hấp cảm cúm, dị ứng thời tiết. Bổ sung các vitamin, khoáng chất cùng với axit amin cần thiết giúp kích thích trẻ ăn ngon, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, giúp bé bồi bổ và nâng cao sức khỏe cho bé, giúp kích thích bé ăn ngon hơn. Hỗ trợ điều trị chứng biếng ăn ở trẻ nhỏ và người lớn, giúp phòng và điều trị rối loạn tiêu hóa do rối loạn vi khuẩn đường ruột do bé dùng thuốc kháng sinh dài ngày, giúp hỗ trợ điều trị những bệnh đại tràng cấp và mãn tính. Tại sao lại nên chọn Bio Can bổ sung beta-glucan cho bé? Sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu uy tín trên thị trường, sản phẩm đã được nghiên cứu kỹ càng rồi mới đến tay người sử dụng. Bio Can được nhiều mẹ sử dụng cho con và vô cùng hài lòng. Sau khi sử dụng sản phẩm bé ăn ngon hơn, khỏe mạnh và ít ốm vặt hơn rất nhiều. Ngoài bổ sung beta glucan thì bioimucan còn bổ sung thêm lợi khuẩn, vitamin nhóm B, các axit amin cùng với vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp bé nâng cao được sức đề kháng tổng thể, đặc biệt trong bioimucan còn chứa đa dạng các loại enzyme tiêu hóa, giúp tiêu hóa của bé khỏe mạnh hơn, từ đó sức đề kháng được tăng cường rõ rệt. Trên đây là những thông tin về vấn đề trẻ sơ sinh bị khò khe ở cổ họng nguyên nhân và giải pháp từ chuyên gia. Mẹ cùng tham khảo những thông tin này để có được cách chăm sóc con khỏe mạnh nhé. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo